Bonsai Bạn Nghĩa xin kính chào quý vị nha. Nay em có vô dây một cây mai cả nhà. Cây này thì nói chung là mình cũng di dời đi chỗ khác trồng luôn ha. Và vô dây luôn cả nhà. Thì đầu tiên là mình tiễn những chi không cần thiết trước ha. Sau đó cũng bó bầu đưa đi gần sau luôn cả nhà. Rồi đưa đi chỗ khác trồng ha. Cây đế thì cũng khá đế quý vị. Cây hiện tại thì có lẽ trồng các trồng không phù hợp ha, cho nên cây không mấy gì tốt ha. Sẵn đây em làm cải thiện luôn cả nhà. Đây khá đấy ha. Thì sau khi là mình dỡ gạch ra thì bắt đầu là mình tiến hành mình tém cái bầu vô ha quý vị. Đây ha, tém bầu vô là sau đó mình bó bầu mình mới di dời đi ha. Thì sau đó mình mới tiến hành mình vô dây quý vị ơi. Cái này thì mình về đi chỗ khác trồng ha. Rồi sau đó mình vô dây luôn. Thì vẫn như thường khi thôi ha. Nói chung là cái mai cho dù là thần chậu chăng nữa thì mình cũng phải làm đế đàng hoàng ha. Rồi sau đó mình mới tém cái bầu cho nó gọn vô. Rồi sau đó mình mới quấn băng keo bó bầu đàng hoàng, mình mới di dời cái cây đi chỗ khác ha quý vị. Thì như vậy đi là mình phải bó bầu ha. Thì sau khi là mình đào xung quanh xong cái bắt đầu mình chuẩn bị mình bó bầu hay có gì. Mình đã đào gọn bầu đất rồi ha. Thì sau khi bó bầu xong thì mình đưa ra ngoài cái bãi ngoài đây trồng cái gì ơi. Nói chung là cái bãi trồng cũng gần đây ha. Đây ha, chỗ đông đất đó ha quý vị. À vâng, cái chỗ này là cái chỗ chuẩn bị trồng cây mai nè quý vị ơi. Phía dưới là em trộn đất ha. Đất với cho chấu. Nói chung là cái đất cái bầu cũ hồi sáng ha quý vị. Em tận dụng ra luôn ha, chứ không cần phải bỏ ra ha. Rồi sau đó em lắp ở trên lớp sơ dừa kết hợp với phân hữu cơ ha quý vị. Nói chung là mình trồng là mình bón hữu cơ rồi nè. Là sau này là bắt đầu là cây là bén rễ rồi là có cái chất hữu cơ nó ăn luôn nha quý vị. Có dinh dưỡng cho cây ăn luôn ha. Thì sau khi mình để sơ dừa xong thì bắt buộc mình phải tưới dưới đáy cái ha quý vị. Đổ đại đi, đầy bánh xích luôn mà. Cho nằm trên mô cao một tí đi. Sau này cho đế đẹp một chút. Thì cây mai mà mình lên mô mà cao thì đế tương lai đế sẽ đẹp hơn ha, là mình trồng thấp ha quý vị. Rồi đổ ban đều đi, đổ đại cái đi Bình. Đổ hết luôn. Rồi cải ba cái phân lên. Cải đều mặt đi, chừa gái ở trên nữa. Ban cho đều mặt là được rồi. Bắt đầu tưới nước. Cải đều đi. Anh coi bắt giùm motor anh. Đang tưới ha quý vị, mình tưới thật là đẫm ha. Tưới đẫm xong rồi bắt đầu là mình khi ngày mai xuống ha quý vị. Nói chung là tưới đáy thôi. Tưới đáy cho nó ướt đều hết ha, đẫm đều hết. Đều cái mặt sau rồi bắt đầu là mình khi ngày mai xuống mình đặt lên ha. Quá trình vô dây là gần xong rồi ha quý vị ơi. Nói chung là cái cây mà mình nghiêng xuống gì thì mình dễ vô hơn ha. Thì cây này hơi cao ha quý vị. Khi mà vô xong là mình đưa cái bãi ngoài đó mình trồng ha. Nói chung là cũng kỳ công lắm quý vị ơi. Thì sau khi là mình di dời cái cây ra đây rồi là bắt đầu là mình tiến hành công đoạn chỉnh sửa ha quý vị ơi. Thì giờ này là cũng chuẩn bị tối rồi ha. Nhưng mà em cũng tranh thủ làm cho nó xong cái công việc của gì ơi.
Hiện tại tác phẩm đã hoàn thành cái công đoạn chỉnh sửa rồi nha em cả nhà. Hôm nay thì em làm ở trong thành An Giang ha. Nói chung là tác phẩm này là thầy trò em vừa bứng ha, đi về đi và vừa chỉnh sửa luôn nha cả nhà. Hoàn thành nhưng mà nói chung là nó hơi trễ ha, mà cũng dán tăng ca cho nó rồi đúng như vậy. Thời gian nói chung là cũng đang rất là nhiều vườn ha, cho nên là tranh thủ cả nhà. Rồi tới đây thì em xin chào cả nhà nha.